Where are we going? To the chalet. Y'all ready to go, guys? Are you ready to go, Jaden? Get down. Drop the backpack with me, too. No, Jaden. Oh, okay. Now help me. Push. Where are we going? Swiss Chalet. Ngày hôm nay thì mình muốn mời các bạn đến ăn thử cái nhà hàng Swiss Chalet này nha. Đây là một cái nhà hàng chuyên bán gà nướng và sườn nướng nổi tiếng và cũng khá lâu đời ở Canada này rồi. Rồi, let's go inside. Không biết là có bạn nào đã ăn thử ở cái nhà hàng này chưa? Nếu mà chưa thì coi qua cái video này để cùng review chung với mình nha. Nhà hàng nổi tiếng cái món gà nha các bạn. Bao nhiêu năm thì chỉ có gì ăn một thứ thôi. Half rack với lại quarter chicken. I found my first word. Mommy! What is it? I want some orange juice. Orange juice? And pasta? Did you want chicken with your pasta or just the cheesy pasta? Cheesy. Just the cheesy pasta? Okay. And french fries. And fries. Okay, what do you say? Thank you. You're welcome. Okay, JJ, your turn. I want chicken, burger, and if I bring it out, I'm going to watch you eat it all. I'll get the burger for him. Okay, do you want the beef burger? The beef burger? Yeah, beef with burger. With cheese? Yes. Okay, I like mixed this cheese one. Burger? No, I like this one. Oh, sorry. It's okay, just get the beef. Okay, and then did you want french fries too? Yeah! Okay. And what would you like to drink? Orange juice. Orange juice again? Thank you. And then for the two adults? We'll start with the... We'll try the loaded pierogies. Loaded pierogies, okay. And one spring roll. Loaded pierogies and the spring roll? Yes. Okay. And I'll have the... chicken, the quarter chicken with half rack. The half combo with white meat or dark meat? Dark meat. And french fries tonight? French fries, yes. Okay. And can also get an extra sauce? Sure. Thank you. Okay. Can I get 5 wings without rack? Yay! 5 wings with the half? Well, the third. That's my favorite. Third, one third. With 5 wings? Can I get medium? Medium, sure. Yeah. And french fries tonight? I brought a water and two drinks. Anything for yourself? Or no, just those is yours. Thank okay. you. Okay, perfect. The appetizers are coming up. Do you want me to punch in their meals at the same time so they get their meals? Yes. Or do you want for the kids first? Yes, for the kids first. Okay, so I'll do your appetizers and the kids at the same yes. time. Yes, thank you. Cái nhà hàng này chắc là nhiều người Việt Nam mình ít có vô đây ăn lắm. Tại vì gà ở đây là gà Mỹ á các bạn. Cho nên là không có phải là cái món khoái khẩu người Việt Nam đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng á, thì các bạn có thể ra đây ăn đổi khẩu vị thử. Mà các bạn có biết Swiss Chalet là cái gì không? Swiss là Thụy Sĩ. Còn Chalet là một cái ngôi nhà cổ, ngôi nhà gỗ ấm cúng. Nghĩa là mình nghĩ là cái... Mình nghĩ là cái ý đồ của người ta đặt cái chữ Swiss Chalet là một cái nơi mà ấm cúng để cho cái bữa ăn gia đình tụ tập rồi nọ đó. Nhà hàng này thì rất là nổi tiếng với món gà. Các bạn biết là gà ở đây á, họ theo mình biết là họ ướp trước 12 tiếng, họ ướp, họ bỏ muối vào trong con gà, họ ướp cái thịt con gà 12 tiếng trước khi họ bỏ vào nướng, và họ nướng trong cái lò lửa rất là chậm. Một lần nướng như vậy nó mất từ 75 cho tới 90 phút gì đó nó mới chín con gà. Họ nướng nguyên con gà luôn.
Cho nên gà khi mà ăn nó rất là mềm mà nó rất là thấm. Ở đây thì nó có hai cái món là nổi tiếng nhất mà mình cũng thích ăn nhất, đó là món gà nướng với lại món sườn nướng là món rib á. Các bạn vô đây các bạn cứ ăn hai món đó thì không thể nào sai được hết. Thịt heo với thịt gà là dễ ăn nhất. Và cái nổi tiếng của cái quán này nữa, nó có là cái nước sốt. Cái nước sốt của nó đó thì có người ăn được, có người ăn không được, tại vì có người nói là cái mùi của nó giống như mùi này quá khó ăn. Nhưng mà bản thân mình thì rất là ưng cái nước sốt này. Và hầu như là những người Tây người ta cũng rất là ghiền. Các bạn biết một năm Sushale này họ bán ra cái nước sốt, họ bán riêng, họ đóng gói á, khoảng vài triệu cái bịch nước sốt vậy. Và nội trong cái hệ thống nhà hàng của họ thôi á, một năm cái tiền nước sốt không đó là khoảng 6-7 triệu lít nước sốt các bạn. Canyon, yes. Bây giờ giật giá nó lên á thì nó cũng khá là mắc. Nhưng mà lúc trước á, cái nhà hàng Sushale này là một trong những cái nhà hàng mà gọi là bình dân nhất, dễ ăn nhất cho rất là nhiều người. Và mình không hiểu sao nhưng mà những người lớn tuổi á, đặc biệt là Tây lớn tuổi á, ăn cái nhà hàng rất đông luôn. Những cái giấc mà 5-6-7 giờ chiều các bạn vô những cái nhà hàng Sushale, các bạn thấy là hầu như 70-80% là người lớn tuổi không à. Chicken french fries. Ồ, cái này là chả giò này. Chicken nugget. Chả giò nhân gà nha, nhân thịt gà nha. Còn cái này là tiếng gì, gọi gì em? Cái này là bánh xếp. Bánh xếp ở trong nó có, bên trong nó là nhân với lại cheese. Với trên nó bây giờ nó có mayonnaise với lại bacon. Mayonnaise và bacon. Bacon đầy chứ. Còn cái mayonnaise sour cream, kem chua sour cream. Ngon. Camera. Chả giò nhân thịt gà bên trong. Nó không giống chỗ giờ Việt Nam đâu, nó rất là Tây nhưng mà cũng dễ ăn, cũng ngon lắm. Hai mươi năm ở Canada thì mình ăn nhà hàng là hết 19 năm rồi các bạn, cho nên là guarantee là đồ ăn ăn được. Mà đừng có, mấy bạn tới đây thì đừng có picky vấn đề gà quá, tại vì gà ở đây gà Mỹ nó mềm lắm. Nhưng mà cái kiểu của Tây đó, người ta ăn gà mềm chứ người ta không ăn gà da như Việt Nam mình. Cái nhà hàng Sushale này á là nó nằm trong một cái thương hiệu của một cái đại tập đoàn, một cái công ty public các bạn. Nó gọi là công ty Cara, là một cái tập đoàn ẩm thực lớn nhất Canada này, và mình nghĩ cũng có thể là nhất nhì Bắc Mỹ luôn á. Mà nhắc tới cái tên những cái thương hiệu nhà hàng là các bạn sẽ biết liền. Ví dụ như Sushale nè, Harvey nè, Milestone nè, Kelsey nè. Đó là những cái thương hiệu mà nổi tiếng, mà Montana cũng có nữa. Đó là những cái thương hiệu nổi tiếng mà các bạn đi tới đâu các bạn cũng thấy. Và thậm chí là họ còn cung cấp cả suất ăn cho Air Canada nữa. Nên tất cả các món ăn mình ăn trên máy bay á là cũng từ cái tập đoàn này mà ra. You like it, JJ? Hot? Mommy, I'm about to get mac and cheese. Okay,
You need some ketchup? Okay, And I punch your two dinners in, so it shouldn't be too long, okay? Thank you. Okay, chicken combo. I need ketchup. Is that everything for right now then? Yeah. Can I get another sauce, please? One more? Thank you. Okay, I'll be right back. Đây là món gà thần thánh của Sushi Sale. Tây thì họ hay ăn thịt trắng, có nghĩa là thịt ức. Còn châu Á mình thì ăn thịt đen và thịt đùi. Đây là món sườn heo rib và cánh gà chicken wing. Với Caesar salad. Thank you. Still a little warm for the kids, okay? Thank you. Yes. Nước này là nước để rửa tay nha mọi người. Lần đầu tiên vô Sushi Sale thấy nó để cái ly nước nè, để mấy chén nước ra mình cũng hơi bị hoang mang nhẹ. Nhưng mà sau này biết là cái nước này là để cho mình rửa tay á, mình ăn mình bóc sườn với lại bóc gà bị dính tay á thì mình rửa vô đây. Ngon nhất của nhà hàng này là cái sốt này nè. Chấm cho nó ngập vô nha, nó sốt nó dẻo dẻo thơm lắm, nhưng mà hơi có mùi nước bắc thiệt, nhưng mà ăn rất là ngon. Tới nhà hàng này chủ yếu là gì này? Nhiều người vô, người ta chỉ kêu một cái dĩa fry với lại một cái nước sốt này, người ta ngồi người ta chấm ăn thôi. Mấy bạn nào mà ghiền cái sốt này á, nếu không muốn mua ở đây á, nó bán ngoài chợ cái sốt cái bột á, về mình quậy với nước nó cũng ra. Chắc cũng 80-90% á. Đương nhiên là không ngon bằng ở trong nhà hàng rồi. Muốn ngon nhất là phải vô nhà hàng ăn. Một cái món duy nhất mà bạn vô đây đừng nên ăn á là ăn cơm. Lần đầu tiên mình vô cái nhà hàng này á, vô không biết cái gì hết, đi trước trường á, và cô bà dẫn vô, xong mình thấy mọi người order, mình nhìn thấy chữ cơm, mình thấy cái này chắc dễ ăn nhất. Cuối cùng mình order cơm nó nấu theo kiểu tay ra, nó kỳ lắm, nó có mùi, nó trộn cái vị gì của nó vô, nó kỳ lắm, nó không giống cơm mình của mình ăn được, nhưng mà gà của nó là ngon. Nếu giờ còn cơm không? Câu quá không để ý. Gà nè mọi người, cái đùi gà này á, là theo mình biết á, là họ ướp với muối, họ ướp ngoài với muối này, họ thoa cái muối khô ở trong á, trong cái bụng nó, và họ ướp một đêm ít nhất là từ 12 đến 15 tiếng ướp khô á, rồi sau đó họ mới bỏ vô cái lò lửa, họ nướng một cái kiểu là gọi là nướng chậm á, là nó cứ quay đến lò lửa thôi, thì từ 75 cho tới 80 phút hay là 90 phút gì đó nó mới ra, nó mới chín con gà. Và con gà này thì bình thường gà Mỹ thì nó mềm rồi, nhưng mà cái này nó mềm mà nó thấm, mà nó rất là juicy luôn, móc ra cái là thấy nó juicy, nó ướt á, nó ăn nó không bị khô. Mà thường á là châu Á mình thích ăn dai,
với lại thường châu Á mình là ăn cái đùi, nhưng mà Tây á thì hầu như Tây là họ ăn ức với ăn cánh và là thịt trắng á, còn mình ăn thịt đen là họ ăn đùi với ăn má đùi. Mà cái thịt ức thì nó khô lắm, thịt này ăn ok. Ăn thịt trắng á mấy bạn là mình phải trả thêm tiền. Chứ là một phần nữa thông thường cái miếng thịt trắng, cái miếng thịt ức nó sẽ bự hơn cái miếng thịt đùi, cho nên mình ăn thịt trắng là mình phải và trả thêm tiền. Ừ. Bản thân mình không bao giờ mình ăn thịt trắng, thịt đen thì cái da nó nướng giòn rập 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 rập. Da nó ướp muối bên ngoài nên da nó mặn dữ lắm. Ăn 8.000 calorie. Ăn miếng da cảm giác ăn 8.000 calorie vô. Mỗi lần chấm là phải chấm ngập hết chút sốt. Tới khi qua tới Canada mình mới biết là ăn khoai tây là không cần cọt vỏ. Ở Việt Nam hồi xưa cứ nghĩ cái vỏ là cái gì đó rất là độc. Mẹ mình ở Việt Nam hồi xưa là ăn khoai tây là phải gọt sạch hết. Nhưng mà qua đây mình thấy hầu như không có chỗ nào mà ăn khoai tây mà gọt vỏ hết mấy bạn. Gọt vỏ chỉ có kiểu Việt Nam mình thôi. Mình còn nguyên cái vỏ luôn. Bây giờ chưa ăn tới miếng sườn luôn mọi người, giờ mới ăn nè. Mà sườn này họ làm sao không hay, nó rụng ra khỏi cái xương luôn, chỉ cần để nhẹ vô một cái là thịt nó rụng ra ngoài. Rất là mềm luôn. Nhưng mà đây cũng phải chấm nè, chấm ngập dưới nước sốt nè, ăn vậy nó mới ngon. Bạn nào mà thích ăn cái sườn nó ngọt hơn chút xíu ấy, có thể order cái honey garlic sauce. Honey garlic sauce họ sẽ bôi lên cái miếng sườn này thì nó sẽ ngọt hơn. Bình thường cái menu mặc định của nó là nó sẽ bỏ barbecue sauce. Barbecue sauce thì nó hơi chua. No. Đây là tổng thiệt hại sau khi ăn xong. Cái phần của hai đứa nhỏ còn hai cái kalem nữa. Bây giờ order kalem, chờ kalem ra. Jay, wash your hand. Both hands. Thank you. Julian. Okay, bây giờ kem vanilla. Julian. Julian, ice cream with sprinkle. Oh, $83. Huh? $83. Rẻ chứ bộ. Bốn phần ăn. Hai phần ăn chính, hai phần khai vị, hai phần appetizer, hai phần con nít rồi nước, kem. Với má luôn $83 mọi người. Bởi vậy thường là đi ăn nhà hàng Tây mà gia đình đó, nó sẽ bình dân học vụ hơn rất nhiều. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Bye, see you next time. If you like this video, please give us like and subscribe for more videos of us.